cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, chỉnh trang đô thị, thời gian qua thành phố Con Tum luôn chú trọng đến công tác an sinh xã hội, quan tâm hỗ trợ người dân, nhất là hộ người dân tộc thiểu số không có đất ở, đất sản xuất. Trong năm 2023, thành phố hỗ trợ giải quyết cho hơn 40 hộ người dân tộc thiểu số không có đất ở, hỗ trợ 6 hộ người dân tộc thiểu số không có đất sản xuất. Qua khảo sát ban đầu, Hiện nay trên địa bàn còn hơn 800 hộ người dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất, gần 400 hộ thiếu đất ở. Để giúp người dân, nhất là những hộ người dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất, đất ở có điều kiện ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, thành phố Con Tum đang tập trung khắc phục những khó khăn trong việc giả soát tổng hợp đối tượng thiếu đất ở, đất sản xuất, đồng thời đề ra những giải pháp khắc phục và triển khai kế hoạch hỗ trợ đối với từng nhóm đối tượng thiếu đất ở và đất sản xuất. Để đó triển khai đảm bảo hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia góp phần ổn định đời sống cho nhân dân và xây dựng thành phố ngày càng phát triển